chúng ta đã có gì để một anh chàng Batman rồi các bạn, quá là ngầu luôn nha. Wow, người ta bắn cái súng các bạn, ấy có thể kéo một cọng dây có thể bay nha các bạn, rất là đỉnh luôn nha. Wow, họ còn lộn thêm một vòng nữa các bạn ơi, anh chàng Batman xuất hiện. Wow, đây chúng ta đây có rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Wow, còn hất kiểu quốc kỳ màu xanh dương nha. Nó có cái nơ màu trắng nào các bạn ơi, quả nó đang vẫy tay xin chào các bạn, trông rất là ngầu luôn. Một con hất kiểu quốc kỳ đá khá là đáng sợ đấy nha. Còn đây có thêm gì đây, một con khủng long The Rhinoceros bạn ơi. Con khủng long này mà nổi tiếng với là bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn luôn nha các bạn. Wow, hàm răng của nó khá là ghê các bạn ơi. Wow, đây có thêm gì đây, một con khủng long Spinosaurus. Bạn ơi, con khủng long này trên lưng của nó các bạn có một cái vảy khá là to với cái cánh bờm bạn, khủng long màu đỏ nha các bạn. Đây là khủng long ăn thịt nha, cực kỳ hung dữ luôn. Ây da, tiếp theo chúng ta có gì đây, một anh chàng Batman anh chàng... Wow, anh chàng Batman đang lấy một chiếc siêu xe màu đen tới cuộc chiến với lại những anh chàng hút các bạn. Quá là ngầu nha, anh ta mở cái cánh cửa rồi các bạn ơi. Wow, nhìn đã chứ kìa. Anh ta còn đạp chiếc xe đạp đó các bạn ơi. Quá là ghê được nha, đúng là anh chàng Batman cũng khác các bạn, cực kỳ là ngầu lắm nha. Wow, nhìn xịn chứ kìa. Người chơi phiên bản camo vào đây các bạn ơi, trông rất là ngầu luôn nha các bạn. Wow, anh ta cực kỳ là xịn sò luôn. Gia thế anh ta rất là khủng các bạn ơi, rất là giàu có luôn nha các bạn. Còn đây gì đây, một baby long leg các bạn ơi. Bé màu vàng trên đầu có một cọng tóc các bạn, hai con mắt nó ra bánh dễ thương chứ kìa. Wow, baby long leg cái chân tay khá là dài các bạn ơi, rất là đáng sợ nha. Ây da, tiếp theo chúng ta có đem đây một rainbow friend các bạn ơi. Cyan, are you in here? I heard some commotion earlier and what the... Cyan, what are you... Một con này được mix giữa màu hồng với màu xanh dương các bạn. Wow, nó chảy nước miếng các bạn ơi, trên đầu nó có một cái dương miệng màu vàng nha, trông rất là đáng yêu luôn. Mập mập dễ thương. Còn đây gì đây, một con khủng long Dominus Rex các bạn ơi. Con khủng long này hàm răng rất là sắc nhọn các bạn. Wow, trên lưng nó rất là nhiều gai luôn nha. Đây là khủng long ăn thịt các bạn ơi, cực kỳ là hung dữ các bạn. Wow. Đây chứ đây, Freddy. Wow, Freddy là chi gấu đấu với lại một con cá sấu bạn. Nó lấy cái con gấu ra để đánh kìa. Nhìn rất là buồn cười luôn đó nha. Nhưng mà đánh không lại các bạn ơi. Có vẻ như con cá sấu rất là mạnh các bạn. Wow, nó cào một cái rớt luôn con gấu rồi các bạn. Wow, Freddy có vẻ thua rồi các bạn ơi. Wow, nó đã bị đánh tơi bời luôn. Một chú gấu màu trắng các bạn ơi, trên đầu có một cái nón màu đen nha. Wow, chú gấu này rất là dễ thương luôn. Nhưng mà không có dễ thương chút rồi đâu các bạn ơi. Chú gấu này rất là hung dữ các bạn, rất là nguy hiểm nha. Còn đây gì đây, Rhinoceros các bạn ơi. Một con khủng long khá là giống như con đà điểu ở thời điểm hiện tại của chúng ta nha. Trên lưng của nó các bạn có một cái nút bấm cho các đầu có thể gật được các bạn, trông rất là vui luôn nha các bạn. Wow, khá là buồn cười các bạn ơi. Còn đây chính là đi đây anh chàng Cyborg bạn ơi. Wow, anh chàng Cyborg đó các bạn, quá là ngầu nha. Anh ta phóng ra một cái tia laser màu vàng các bạn, quá là dữ luôn. Anh chàng kia bay lên trời luôn các bạn. Anh chàng này rất là ngầu nha các bạn. Wow, xung quanh này đều bọc máy móc robot các bạn, trông rất là xịn luôn. Con mắt anh ta có một bên màu đỏ đó các bạn ơi, khá là dữ các bạn ơi. Còn đây giờ đây một con khủng long T-Rex các bạn ơi, con khủng long bò chúa này màu đỏ nha. Wow, hôm nay con nó rất là sắc nhọn các bạn, hai tay trước nó khá là nhỏ, hai chân sau nó bự chà bá luôn, giúp cho nó chạy rất là nhanh các bạn ơi. Còn đây gì đây, Banh. You're the opal bird. Squawk. Oh no, I guess I'm evil now. Good job, now go. You have a new mini game to show them. Một anh chàng màu đỏ các bạn ơi, trên đầu có hai cái sừng đang lè lưỡi các bạn, lên rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Wow. Còn đây gì đây, Toilet Skidoo một. Yeah.
anh chàng này rút cái đầu ra từ chiếc bồn cầu màu trắng các bạn ơi. Wow, một anh chàng này rất là ngầu các bạn ơi. Ấy, cái mặt rất là kinh dị và khá là đáng sợ đấy nha. Ấy, tiếp theo chúng ta có đây là Blue Rabbit các bạn ơi. Con thỏ màu xanh dương nha, và nó có hai cái lỗ tai các bạn ơi. Trời ơi, con thỏ này đến từ nhà Frana FD các bạn. Con thỏ này là người máy các bạn ơi. Đó, cho nên rất là kinh dị luôn. Wow, đây có thêm gì đây, mình truyền Captain Feudal các bạn ơi. Trời. Xanh dương nha, có hai cái răng nanh mọc ngược các bạn, trông rất là đáng sợ các bạn ơi. Wow, cơ bắp thì cuồn cuộn luôn nha. Hơi khá là kinh dị các bạn. Ấy da, để có thêm gì đây, một con chim Opilabert. Hay ê, một con chim này màu hồng các bạn, nó có hai cánh màu tím nhé, cái chân như cái mỏ nó màu vàng, các bạn trên đầu nó có ba cọng tóc khá là đáng sợ các bạn ơi. Wow, chưa hết đâu các bạn, ở đây đi cho nó có thêm đây một chiếc siêu xe các bạn ơi. Chiếc xe này màu vàng nha. Wow, xe này khá là đẹp các bạn, bốn cái bánh nó rất là to luôn nha. Wow, nhìn nó dữ chưa kìa. Một chiếc xe khá là xịn các bạn ơi. Và còn đây đây Rainbow Fenrir. Một con quái vật màu xanh lá cây các bạn ơi, nó đang vẫy ta xin chào chúng ta các bạn. Wow, quái vật màu xanh lá cây rất là đáng sợ nha. Ấy, tiếp theo chúng ta có gì đây, một con King Kong. Con King Kong này màu đen các bạn ơi, nó khá là hung dữ nha các bạn. Wow, con King Kong này khá là đáng sợ các bạn ơi. Đây một chú rồng các bạn ơi, chú rồng. Rồng này xanh min nha, có hai cái cánh các bạn ơi, trên lưng của nó rất là nhiều gai luôn. Và ở trên đầu có hai cái sừng nữa kìa. Hay chú rồng rất là đẹp các bạn ơi. Ấy da, Ballora các bạn ơi. Thì một cô nàng này đang mặc bộ đồ màu tím các bạn ơi, cái mặt khá là kinh dị nha. Ở đây nhảy ba lê các bạn ơi. Wow. Còn đây là dưới đây có con Stegosaurus màu cam các bạn, trên lưng. Rất là nhiều những cái vảy các bạn ơi, phần đuôi nó còn có gai nữa nha. Wow, một con khủng long rất đẹp luôn. Được mệnh danh là kiếm long sau rush các bạn ơi. Đấy. Đây gì đây, một con Jumbo Trot các bạn ơi. Sí. Con quái vật màu xanh lá cây nha, hàm răng của nó rất là đều luôn. Wow, khá là đáng sợ các bạn ơi. Wow, một chiếc xe Bullis là chiếc xe cảnh sát màu trắng nha, chạy rất là nhanh các bạn. Dùng để bắt những tội phạm nguy hiểm các bạn. Nhìn rất là ngầu thôi. Còn đây gì đây, một anh chàng Superman các bạn hên. Chàng này có một cái áo bộ đồ màu xanh nha. Còn anh chàng màu đỏ các bạn, trông rất là ngầu luôn. Wow, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Chiếc xe này rất là nhiều màu sắc đẹp các bạn. Nó vừa có màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Có thêm gì đây, một anh chàng Spider-Man. Anh chàng Spider-Man các bạn. Wow, anh ta bốc đầu trông rất là ngầu các bạn ơi. Wow, tới cuộc chiến để giải cứu những con người đang bị bắt cóc các bạn. Anh chàng người nhện phiên bản màu đỏ các bạn ơi, có một hình con nhện màu đen ngay trước người các bạn, trông rất là ngầu nha. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Một anh chàng Captain America các bạn ơi, đang lái một chiếc phi cơ riêng rất là ngầu luôn nha các bạn. Wow, chiếc phi cơ riêng màu trắng các bạn ơi, có cái cánh màu vàng nha. Anh ta đang nhảy xuống các bạn. Wow, tướng đi trông rất là bảnh các bạn ơi, quá là ghê luôn nha. Wow, xịn chưa. Hey.
xin chào các bạn nha các bạn ơi. Wow, ở đây chúng ta đây có gì đây? Một chú hươu cao cổ nha ha. Ở chú hươu cổ này có màu tím nhạt các bạn. Wow, hươu cao cổ này có cổ khá là dài, chân rất là cao các bạn. Trên đầu còn có hai cái sừng nữa kìa. Wow, rất là dễ thương luôn nha. Còn đây chúng ta có thêm gì đây? Wow, anh ta rớt các bạn ha. Đây là một anh chàng hút nha. Wow, anh chàng hút đang lái một chiếc xe đạp các bạn, trông rất là thích luôn các bạn. Wow, xịn chưa? Ở chiếc xe đạp cực kỳ là nhỏ luôn nhưng mà anh chàng rất là to các bạn ơi. Đúng là người khổng lồ có khác. Đang mặc cái quần màu tím bạn, đạp xe rất là nhanh luôn nha. Ở đang tới cuộc chiến các bạn. Wow, xịn chưa? Anh chàng người khổng lồ xanh các bạn hơi, bụng 6 múi, cơ bắp thì cuồn cuộn các bạn, trông rất là ngầu luôn á chứ. Một mình anh ta có thể chấp được cả 10.000 con quái vật nhào vô. Ha ha. Còn đây chúng ta có thêm gì đây? Một chú voi. Ấy, chú voi này có hai ngà khá là dài các bạn, hai ngà màu trắng các bạn ơi, với một hai cái lỗ tai rất là to, với hai cánh quạt luôn, với một cái vòi các bạn ơi. Wow, khá là xịn các bạn. Đây đây một anh chàng Batman. Wow, anh chàng Batman đang đứng trên một cái tên núi các bạn ơi. Anh ta đang bắn cọng dây bay xuống nè. Wow, quá là ngầu các bạn ơi. Chỉ có anh chàng có thể làm được thôi nha các bạn. Wow, xịn chưa? Ở đây cũng có thêm một anh chàng Batman khác. Anh chàng mặc bộ đồ màu xanh dương các bạn ơi. Có một cái áo chàng màu xanh dương là logo của anh chàng Batman các bạn ơi. Wow, mặt nạ nữa kìa. Trông rất là ngầu luôn nha. Wow, một cái súng các bạn ơi. Cái súng này vừa có màu xanh dương vừa có màu đỏ luôn. Wow. Ở tới 10 sao luôn các bạn. Băng 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 băng. Oh, quá là đã luôn các bạn ơi. Đây đây một chú tê giác chú. Chú tê giác này có cái sừng khá là dài các bạn ơi. Ở cái bụng cũng rất là phệ luôn nha. Ở chú tê giác này sẽ dùng cái sừng này để hút vào những cái con động vật khác các bạn ơi. Wow, giờ đây một con khủng long Dominus Rex. Một con khủng long màu đỏ các bạn ơi, trên lưng của nó rất là nhiều gai các bạn. Wow, hàm răng cực kỳ sắc nhọn các bạn ơi. Hai cái tay trước khá là ghê luôn nha, móng vuốt cũng dữ đó nha. Đây khủng long bằng thịt các bạn ơi. Wow, giờ đây một con khủng long Agamasaurus. Một con khủng long màu đỏ các bạn, trên lưng nó rất là nhiều gai kìa. Ở khủng long này thuộc họ khủng long cổ dài nha, cổ nó khá là dài đó các bạn. Wow, con khủng long rất là to lớn luôn các bạn. Còn đây gì đây, một con Godzilla. Con Godzilla đó tận là hai cái đầu các bạn ơi, trên mỗi đầu nó đều có sừng các bạn. Wow, rất là nhiều những cái vảy trên lưng luôn nha. Còn đây chúng ta có thêm gì đây? Killy Willy. Con quái dòng xanh lá cây các bạn ơi, nó có một cái nơ màu đỏ nha. Hàm răng của nó rất là sắc bén các bạn, tới tận 5 con mắt luôn. Wow. Carnotaurus. Con khủng long có cái thân màu xanh lá cây các bạn, trên lưng nó thì màu đỏ bạn, rất là nhiều gai trên lưng luôn kìa. Wow, nó có hai cái sừng các bạn ơi, hai cái sừng trên đầu nha, nhưng mà bị gãy mất một bên các bạn. Wow, một anh chàng Batman. Wow, anh chàng Batman này đang nhìn xuống phía dưới xa xăm các bạn ơi, thì phát hiện có một chiến nha, anh ta đang bắn cọng dây bay các bạn. Wow, xịn chứ kìa, còn nhào lộn theo một vòng các bạn ơi. Anh chàng người dơi phiên bản màu đen các bạn ơi, có một hình con dơi màu trắng trước ngực các bạn, trông rất là ngầu nha. Anh ta cực kỳ thông minh luôn và có tài sản cực kỳ là to lớn các bạn ơi. Wow, một con khủng long gì đây? Bachycephalosaurus. Đây, một con khủng long màu cam các bạn, nó có mấy cái đốm đốm màu đen các bạn ơi. Wow, cái đầu nó cực kỳ cứng nha. Nó sử dụng cái phần đầu này hút vào những con khủng long khác các bạn ơi. Wow, khá là đã luôn á chứ. Đây như đây, một con khủng long Brachiosaurus. Đây, con khủng long này khá là giống như con đà điểu các bạn ơi. Wow,
Đó, các bạn thấy chưa, trên lưng của nó các bạn có một cái nút bấm nha, giúp cho cái đầu nó có thể gật gật được, đã khá là hay luôn á chứ. Còn đây đây một anh chuyện thô các bạn hơn. Anh chuyện thô này đang chịu hộ cái búa bạn. Xong anh ta làm gì đây, đang tính sắm chết một cái búa các bạn ơi. Chuẩn bị xuất chiêu vào anh chàng hút nha, quái dữ. Chàng thần sấm các bạn ơi, mặc cả áo và đi cái quần được màu xanh dương nha. Anh ta đang đội trên đầu là cái nón có hai cái cánh đó kìa. Wow, mái tóc màu vàng trông rất là ngầu luôn nha. Cơ bắp thì cuộn cuộn các bạn ơi. Wow, còn đây chúng ta có thêm gì đây, một con khủng long rất đẹp các bạn. Đây là con khủng long The Rhinoceros các bạn ơi. Con khủng long này nổi tiếng như là bụng móng vuốt cực kỳ là sắc nhọn và dài luôn nha. Wow, đây là khủng long ăn thịt các bạn, rất là đã luôn. Wow, còn đây là một anh chàng The Flash. Wow, anh chàng The Flash đang chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi, tạo một cái lốc xoáy cực kỳ là khủng luôn các bạn. Wow, hút anh chàng hút ra bay ra ngoài luôn các bạn ơi, quá là dữ luôn nha. Anh chàng này màu đỏ bạn ơi, chạy rất là lẹ luôn nha các bạn, có hình tia chớp ngay trước ngực nha. Véo 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 véo. Wow, anh ta chạy được mấy trăm vòng đó các bạn ơi, rất là xịn luôn. Wow, một chiếc xe police. Một chiếc xe cảnh sát màu trắng các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này chạy rất là nhanh các bạn, dùng để truy bắt được những tội phạm nguy hiểm nha các bạn ơi. Wow, một chiếc xe police các bạn, rất là ngầu luôn. Ồ, gì đây, một chú sư tử. Chú sư tử này có cái bờm rất là to các bạn ơi. Wow, chú sư tử này có bờ màu vàng các bạn. Ở sư tử một động vật ăn thịt nha các bạn ơi. Đây, đây một con khủng long Ankylosaurus. Đây một con khủng long trên lưng nó rất là nhiều gai các bạn. Wow, nó còn có thêm gì đây, một cái thanh đại chuyện ở phần chóp đuôi các bạn ơi. Quật cái đuôi này một cái là xong phim luôn á chứ. Đây, đây một con khủng long T-Rex. Mà con khủng long bạo chúa màu đỏ các bạn, nó có mấy cái đường song song màu đen nha. Đây, con khủng long bạo chúa này hai cái tay chứa khá là nhỏ, hai chân sau rất là to các bạn, nó chạy rất là nhanh luôn nha. Đây là khủng long ăn thịt các bạn ơi. Wow. Đây gì đây, một con khủng long Spinosaurus. Ấy, con khủng long này trên lưng nó có một cái vảy rất là to như cái cánh bơm bạn ơi. Ấy, khủng long này có thể bơi dưới nước luôn nha, rất là xịn luôn. Wow, một chiếc siêu xe các bạn ơi. Đây, xe này rất là nhiều màu sắc các bạn, vừa có màu đen, màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ đó các bạn ơi. Chiếc xe theo một cách thể thao các bạn, bốn bánh chạy rất là nhanh luôn nha. Đây, đây một anh chàng Captain America. Wow, anh chàng Captain America đang lái một chiếc siêu xe các bạn ơi. Wow, một chiếc xe mô tô cũng màu xanh dương luôn các bạn, rất là ngầu luôn. Wow, rip bánh kìa, quá dữ các bạn ơi. Đúng là anh chàng cảnh sát trưởng có khác. Anh chàng người cảnh sát trưởng các bạn ơi, mặc bộ đồ màu xanh dương, có một cái hình ngôi sao màu trắng ở trước người các bạn, trông rất là ngầu nha. Anh ta cực kỳ là thông minh luôn. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi trong cái thùng này luôn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye.